xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Đình Khánh Cuộc Sống Tích Cực. Thì nói chung là hôm nay Khánh muốn kể lại cho mọi người một câu chuyện rất là thú vị. Đây thì câu chuyện thú vị đó là đây là những chiếc quần áo, những bộ quần áo của Khánh. Đây thì là những bộ quần áo mà trước đây Khánh mặc hiện tại từ cái thời gian Khánh bị, thế là mẹ gấp cất hết trong tủ, hôm nay mới có dịp lôi ra để xếp, để xem lại đó. Thì giờ Khánh muốn quay cho mọi người xem. Đây thì mọi người có thể thấy đây là những bộ quần áo của Khánh nhá. Đây mọi người, thì đây là những bộ quần áo mà hồi xưa Khánh mặc. Đấy, quần áo, quần bò, rồi quần tây, áo sơ mi. Hồi xưa là Khánh rất thích mặc đồ sơ mi mẹ, sơ mi quần dài ấy. Đấy, thì quần rồi giày dép có đủ luôn, áo lạnh. Đấy, hôm nay mẹ mới lôi ra này, hồi trước là mẹ cất trong tủ. Mẹ chào mọi người đi. Chào mọi người. Đó, thì đây là những bộ quần áo hồi xưa Khánh bị ấy, là mẹ bắt đầu là cứ đợt nó cứ tưởng là Khánh không có qua khỏi ấy. Thế là mẹ vội vàng xếp hết tất cả mọi thứ. Đấy thì mẹ đây đây là những cái bộ quần áo hồi xưa mẹ cắt cho con đúng không? Hồi con bị hơn tuần thì thấy bác sĩ nói về đi, mẹ không thấy con rồi, mẹ tưởng con qua khỏi đi. Tối về là mẹ lo đi tìm, mẹ thì mệt chứ không lo đi tìm lục lọi khắp nơi. À, tìm hết lát quần áo, là giày dép, tìm mũ bảo hiểm đi. Là cất để về như kiểu là về đốt đó hả? Ý là nếu mà chết là cất đốt hết hả? Khi nơi quần áo bá mẹ hôm nay nào là mẹ gom bao ba lô ngay đó, mẹ không dám bỏ ngoài. Có chuyện chỉ để mà uống mà chạy. Ok, thì đây là những bộ quần áo hồi xưa mẹ cất. Mẹ từng con quá thật chứ, ai đó xếp con lại. Quá được, ai biết con sống lại thật chứ. Bây giờ tôi đi là đưa về để hai nói thằng Thuần Hoa này đi. Hai đứa gom quần áo cho con gái, có cái gì không luôn của ai nhé nó rồi. À, còn bò hồi xưa. Tìm khắp nơi mà trò ấy, mọi người đi tưởng thật sự chứ ai nói. Nói con mà sống được. Thế hả? Là mọi người sợ hôm qua khỏi là mẹ cất để về đốt hả, đúng không? Mẹ để về đốt chứ. Nhưng mà sao chết là phải đốt quần áo nhỉ? Thương thương ai người ta chết quần áo đốt chứ, không được lồn quá vậy đấy. Đây áo lạnh này, áo lạnh rồi. Giờ Khánh không có mặc nữa, nói chung xuống Sài Gòn đâu có lạnh đâu. Áo lạnh này, áo lạnh 3-4 cái, quần bò mấy cái, quần lựng rồi áo sơ mi hồi. Áo sơ mi là nhiều nhất đấy. Đúng không? Áo sơ mi nhiều đúng không? Cái đống sơ mi cả. Mấy 20 cái đi. Nó áo nó giờ chắc đi đâu lấy mặc được á. Mà sắm quần trái, mà sắm quần áo nhiều vậy. Ủa thì đổi mốt chỉ thỉnh thoảng đi đâu mặc đồ mới. Sơ mi mình đống dư. Khăn này, áo này. Thử này nó phù hợp với con rồi đấy. Giày khăn len này. Ừ, thì giờ có mặc ở đâu mà. Phù hợp với con này chứ bỏ đấy chứ. Giờ gấp lại cất kỷ niệm. Cất nó tủ. Mấy đôi giày này mọi người này, giày đá bóng này, giày đi chơi này, cất hết. Bây giờ đâu đi được đâu mà. Phù hợp với con nữa. Cất nói chung bây giờ những cái này là kỷ niệm thôi. Thì nói chung là giờ Khánh không mặc đúng không ạ? Bây giờ thường ngày Khánh cứ mặc áo thun thôi. Khánh bây giờ ở nhà nên cứ mặc áo thun, áo phông, quần đùi. Đi đâu cứ quần đùi thôi, mấy quần dài quần đồ này không có mặc. Đấy, thì mẹ đang gấp. Sắm chỉ những cái áo đi mệt, áo này là ở Đà Lạt thế ở ngoài Bắc này. Thì con sắm những cái áo đi hơn vừa đi Đà Lạt, lắm đi Đà Lạt sắm đấy. Áo nào mới dài đấy hả? Áo này nắm đi Đà Lạt sắm cái gì? Áo này thì của ai đấy? Không nhớ nữa. Cũng không nhớ nữa, mệt nữa. Mua. Đi Đà Lạt sắm mấy cái gì? Mua. Cái tháng này. Thì lên nón lạnh thì mua đúng không? Thì phải nói. Áo này sắm ở Đà Lạt đây cái gì? Nói chung giờ gấp lại cất kỷ niệm mọi người ạ. Nói chung là hồi đó cứ, có nghĩa là hồi đó mẹ cứ hồi cái Khánh mà mới bị phẫu thuật lần hai hay lần một á? Lần một này lần hai, à, lần một. Mới chết chứ nó đã đại. Lần một mẹ đã về đã tuần về tao gom quần áo đâu. Có nghĩa là cái lần một phẫu thuật thì cứ tưởng Khánh chết, thế là cả nhà trên này là cả nhà là ở bệnh viện bác sĩ báo là chắc không qua khỏi, thế là gấp rút về nhà là cứ sợ là không kịp ấy, thế là chuẩn bị trước gói ghém quần áo cái gì của Khánh là cho vào một chỗ để mà mang về, ví dụ có chuyện gì để mà xử lý được ấy. Đấy, mẹ lo xa cỡ đấy cơ mà. Đấy thì đó là cái khi mà con bị đi mẹ cũng bình tĩnh mà có thời gian mà bị đi chạy chứ ở một đó mà là quần áo. Cái ông hồi đó cũng nói chung không biết nói sao cả. Rất là hay, một cái kỷ niệm buồn cười đến giờ. Rất là hay. Đó thì giờ coi như kỷ niệm thì cất gói cái nào cất hết, cái nào không mặc thì cất. Chứ đây phù hợp nhưng mà. Thì cất lại sau này đi đâu mặc hoặc là gì đó. Chứ bình thường Khánh ở nhà Khánh mặc áo thun thôi, áo thun đi đâu ra ngoài Khánh áo thun. Đi đâu ra ngoài mặc áo thun rồi quần đùi thôi, không có gì nhiều. Khánh chỉ có từng nó thôi.
không cầu kỳ, một năm không tốn tiền mua quần áo, quần áo được mọi người tặng đấy, cứ quần đùi với áo thun, quần đùi thì mẹ mua vài cái mặc thay đi thay lại, cứ một cái rồi mặc liên tục như vậy, áo thun thì 4-5 cái rồi đó. Quần đùi cái chục cái đó đó, bữa kia chị Trang mua chú 3 cái đó. Bữa kia chị mua cho mấy cái nữa đó. Đây là đống quần áo cất làm kỷ niệm, sau này có gì đó thì. Mà đâu những cái cô mẹ quăng hết rồi. Quăng đấy hả? Cô mẹ của tôi chứ chị mẹ quăng ấy chứ. Cái nào đẹp thì cất lại thôi. Chị mẹ có không hồi mẹ bỏ. Cất vô thùng đấy, mẹ bỏ thùng đi. Đó thì đó là clip hôm nay Khánh muốn quay cho mọi người xem một kỷ niệm rất là hay, thú vị. Còn áo thì giờ không mặc là giờ cất đó thôi. Đó thì cảm ơn mọi người nhá, cảm ơn mọi người xem clip này của Khánh nha. Đó thì mọi người yêu quý Khánh thì nhớ đăng ký kênh, rồi chia sẻ clip của Khánh, hoặc là ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp Khánh nhá. Đấy, hiện tại kênh chưa được 1.000 theo dõi luôn người ạ, chưa được 1.000 người đăng ký luôn. Có lo gì cho bây giờ làm lại có gì đâu, mọi người cứ ủng hộ Khánh là được nhá. Ok mọi người nhá, bye bye, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại.